Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay gia đình nhà Mai sẽ sang Ý khoảng 3 tuần để du lịch nhé. Sẽ đi dọc qua Ý. Lần này gia đình nhà Mai có đi một nơi trùng lần trước, đó là Rome. Lần trước gia đình nhà Mai ở Rome 3 ngày thì lần này Mai cũng tới Rome 3 ngày. Thì tới Rome lần này là cái chính là để quay để chia sẻ lại cho cô chú anh chị các bạn, tại vì cũng cùng đường đi ấy. Lần trước thì gia đình nhà Mai đi là có 12 ngày thôi, nên là đi được có 4 nơi. Còn đợt này gia đình nhà Mai đi sâu hơn, là xa hơn ấy, nên là Mai quay lại Rome để chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn. Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ gia đình nhà Mai chuẩn bị lên đường. Lui đi đâu thì cũng cầm cái hộp kia đi. Lui đó, sáng đang ngủ dậy một cái là bảy giờ rồi, 8 giờ rồi, 8 giờ kém 5 rồi. Con hồi hộp từng phút một đấy. Ông xã của Mai bao giờ cũng tham nhá. Mang hết đồ thôi, bảo anh ấy. Anh ấy bảo chứ cứ khi nào em cứ sắp xếp ra, mình còn mang được là mang hết. Đó, Lui là biết là cầm cái gói kia là sẽ để chân của mẹ. Tại vì đấy là đọc bánh kẹo mới lại ship ấy. Như vậy là đi đường mình sẽ vừa đi vừa ăn. Đó, sáng ông xã Mai đã tưới hết cây rồi nhá. Bây giờ anh sẽ tưới một lần nữa trước khi đi. Gia đình nhà Mai để hết cây ra chỗ này đấy. Để chút nữa, mỗi một ngày anh chồng Mai sẽ sang tưới gia đình nhà Mai. Đó, ông xã phải hạ tất cả các giỏ hoa xuống nhá. Để dồn với nhau như này này. Là khi nào mà anh chồng Mai sang thì anh chồng sẽ tưới tất cả hoa cho mình. Trời ơi, ở bên Ý thì Ý này, Tây Ban Nha này và Hy Lạp ấy thì rất là nóng á. Ở bên Pháp hiện tại sáng nay có 8 độ thôi, bây giờ rất là lạnh nhé. Chị phăng thô được xí ghét công việc quá. Bắt đầu 8 giờ 59 phút là gia đình nhà Mai rời nhà đi nhá. Đó. Chào ngôi làng thân yêu của Mai. Đó. Thời tiết ở Pháp hiện tại giờ đang lạnh nhá. À, nhà của ba chồng Mai kia. Đúng theo lịch ấy là gia đình nhà Mai đi qua cái đường hầm của Mont Blanc. Nhưng mà hôm qua bạn của ông xã Mai đó thì kêu là bị chờ hơn 3 tiếng. Nên gia đình nhà Mai lựa chọn đi cái đường hầm Fayrouz. Vậy gia đình tranh thủ chạy vào Paris Store mua chục gói mì để mang đi ăn. Gần 200 cây số từ nhà đi nhá. Hiện tại bây giờ đang là 11 giờ trưa. Đây là lần đầu tiên gia đình nhà Mai đi con đường này. Có nghĩa là ngày bé thì ông xã Mai có đi tới đây nhá, là cũng đi du lịch cùng với gia đình ấy. Đây là lần đầu tiên thì Mai mới đi xa tới đây. Gia đình nhà Mai sang Ý nhưng mà không bao giờ đi cái đường này, mà chỉ đi cái đường qua cái đường hầm Mont Blanc thôi. Ở Pháp hay ở Ý thì rất là nhiều núi nhá. Mai vừa đi qua hai cái đường hầm rồi đó, thì trước mặt Mai lại có một cái dãy núi nữa. Nên là chút nữa mình cứ đi qua thì mình lại phải đi qua cái đường hầm nữa. Đi qua một cái trạm thu phí, thấy hải quan đứng đầu đấy, Mai tưởng đã tới Ý rồi. Ông xã của không, đấy là hải quan vô lung. Hải quan có nghĩa là hải quan giả soát ở trên đường á. Họ có thể là họ cảm thấy nghi ngờ là họ sẽ dừng xe lại, hay là có thể là nhiều người mua rượu, mua thuốc, hay là nói chung là mang hàng cấm hay là mua đồ quá quy định ấy. Trời ơi, đẹp chưa? Đây đang là ở Savoie nhá. Ở vùng Savoie. Phải không ngủ cơ để mình ngắm cảnh cái đẹp. Chứ Mai là Mai cứ lên xe là Mai ngủ đó. Từ nhà đây là Mai đã ngủ hai chặng, mỗi chặng khoảng cỡ 30 phút rồi đó.
chưa hết núi này đấy, qua núi này một cái đó thì lại tới núi khác. Đẹp thật đấy, mắt ở ngoài nhìn đẹp lắm cô chú anh chị các bạn. Mà do hôm nay cái thời tiết xấu á, mai chỉnh máy kiểu gì cũng thấy nó mờ mờ, kiểu gì ấy, nó không được nét. Nhưng mà ở ngoài thì khi mà mình đeo kính chống nắng vào đó thì nhìn cái màu nó rất là đẹp và nét nhá. Đó, có một ngôi làng ở dưới đây rất là đẹp nhá. Trời ơi, nhìn mây đẹp chưa? Như là từ vầng trái một. Đó. Trên trời là chỉ có mây thôi, chứ nếu mà không có cái mây trắng này nhá thì sẽ trời xanh rất là đẹp đó. Nên là hôm nay Mai cũng may mắn là hiện tại bây giờ đang 21 độ C nhưng mà nó không có nắng ấy, nên là mình rất là thoải mái. Chứ bình thường mà 21 độ C mà nắng chang 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 đến đây mà nó táp vào kính này đấy thì là rất là nắng và khó chịu ấy, mình phải bật máy lạnh. Mà Mai thì Mai lại không thích máy lạnh. Đây là trời xanh, mây trắng nhưng mà lại không có nắng vàng. Đẹp chưa? Wow. Đó. Trời ơi, Mai nhìn mây thích quá. Đó, gia đình nhà Mai sắp sửa tới cái đường hầm The Fayus nhá, tunnel The Fayus. Gia đình nhà Mai vừa tới đường hầm Fayus để sang Ý nhá. Đây là giữa, gọi là ranh giới giữa Pháp và bước sang địa phận Italy. Trên đường đi thì rất là vắng, Mai cũng bất ngờ, cứ tưởng là sẽ không có phải chờ đợi đấy. Và hiện tại bây giờ thì đang là 12 giờ 22 phút. Gia đình nhà Mai quyết định là đi qua đường hầm ấy thì mới dừng lại ăn. Để Mai nghĩ là giờ này thì ai họ cũng dừng lại ăn á, vì vậy mà mình sẽ đi vào giờ này để sẽ không bị tắc đường á. Nhưng mà tới đây thì vẫn bị tắc 600 m. Ticket qui fait aller-retour mais dans les 15 jours. Oui. Au-dessus, il faut prendre un aller simple. Oui. Et si on prend un aller simple comme ça, suivant l'heure où on revient, oui, on peut prendre Chamonix. Oui, comprends, oui. Đó, cô chú anh chị các bạn có thể thấy cái biển báo đấy, còn khoảng 400 m nữa là mình sẽ tới chỗ trước cửa tunnel, là trước cửa hầm. Và đến đấy thì mình phải mua vé nhá. Mua vé thì vé ở sang Ý đấy thì mình chỉ đi được 15 ngày thôi. Là tính từ ngày vào cho đến ngày ra là 15 ngày. Sau 15 ngày đó thì cái vé đã bị hết hạn. Và mình nếu mà mình đi vào cái đường hầm này đó thì mình cũng phải quay về cái đường hầm này. Nên gia đình nhà Mai chỉ mua vé một chiều đi thôi. Dù sao gia đình nhà Mai cũng đi quá 2 tuần mà. Sau đó là về mình cũng mua một chiều. Đây là ô tô thì đi bên này nhá. Còn tất cả xe tải, xe công, xe chở hàng đó, cô chú anh chị các bạn có thể thấy hàng mỏng hay là hàng gì đấy thì bắt buộc phải đi qua một cái máy quét này, máy soi này nhá. Thì máy soi này không phải là để soi là mình có hàng cấm hay không, mà để soi xem là có người ở trong hay không. Hay là Mai mới chơi ông xã là chẳng ai ta thèm đi sang Ý làm gì cả. Chỉ có anh thôi, anh thì bắt đầu mới mọi người mới chui sang trong công á, để đi qua, để sang tới địa phận của anh. Chứ Ý là đâu cần đâu. Đây nhá, giá cho cô chú anh chị các bạn xem này. Nếu mà đi một chiều ấy là 51 đồng. Ồ, quay đi mất rồi. Hai chiều là 64 đồng. Pour un aller simple. Pour rentrer, là ils vont faire un deuxième tunnel. 12 non, c'est 13 km. Ah, 13 km. 12800 m. Ah. 13 km. Ils vont faire un deuxième tunnel. Ah, họ sẽ làm thêm một cái đường hầm nữa của chú anh chị các bạn. Tại vì ở đây sẽ tắc hết, đây là đường có nghĩa là vừa ra, vừa đi vừa vào hai chiều luôn. Nhưng mà nếu mà họ làm đường hầm bên kia thì chắc là dành riêng cho một đường đi, dành riêng cho một đường về. Rồi, gia đình nhà Mai đã sang tới đất Italy. Nhưng cơ mà ở giữa nhá, 6 km ấy, một lửa đường ấy đã tới rồi. À, ngay trong hầm đã tới địa phận Italy rồi. Và bây giờ thì chính xác ra khỏi hầm. Ra khỏi hầm một cái là 30 độ của chú anh chị bạn thấy sợ chưa? Vừa nãy trước khi vào hầm ấy có 23 độ C là. Bây giờ đã 30 độ rồi.
mấy cô chú anh chị các bạn, thì hiện tại bây giờ đang là 1 giờ chiều nhá. Gia đình nhà Mai cũng đi được một đoạn nữa rồi. Bây giờ gia đình nhà Mai sẽ đến cái Edogopo này dừng ăn trưa, ăn nhẹ, sau đó là tiếp tục vào Milong. Hiện tại đang là 1 giờ chiều, ai cũng đói bụng cô chú anh chị các bạn. Giờ gia đình nhà Mai dừng chân ăn trưa, ăn sandwich đơn giản này. À, vào đây mà cũng trả 7 đồng 90. Mai mời cô chú anh chị các bạn đó. Cô chú anh chị bạn thấy dăm bợ cái sandwich này đó. Cũng chưa hai loại dăm bông. Lần nào đi đâu đi chơi nhá, gia đình nhà Mai hôm đi hôm về cũng ăn bụi thế này, cầm tố đi rất là tiện, thuận tiện, ăn nhanh ấy, muốn dừng đâu ăn thì dừng, bao giờ cũng có dưa vàng, trái cây, ship, dăm bông, bánh mì rất đơn giản. Đồi núi thì đúng không? Bốn quanh mai là núi. Ôi trời ơi, chua được nuôi trời cơ là ngon toàn nhỉ? Người ngồi ở ghế ăn và bên kia trẻ con chơi, đây có người ngồi ở ghế. Ruy còn tranh thủ ăn miếng giá út cuối cùng, là gia đình nhà Mai ra xe lên đường đi tiếp. Em bé sắm sẵn chưa? Ba đang cho con ăn này. Ngoài kia có một đôi này, em bé rất là nhỏ nhá, chỉ có 3-4 tháng thôi đấy. Ok, bây giờ thì nhà Mai lên xe tiếp tục hành trình. Điểm dừng chân đầu tiên thì nhà Mai dừng là Milong. Gia đình Mai đã có mặt ở Milong. Gia đình Mai vừa tới khách sạn nhé. Bây giờ thì cho vali xuống, sau đó là để vào check in á. Sau đó thì ông xã bắt đầu mới đưa xe ra parking của họ. Bây giờ thì ba mẹ con đang đợi ông xã Mai đi đậu xe nhé. Sau đó gia đình nhà Mai vào nhận phòng. Gia đình vừa check in xong. Các cái trong có tế giặt chú. Đó, bây giờ ông xã Mai đậu xe xong nhé. Bây giờ cả nhà lên lên phòng.
Vợ chồng Mai thì ở phòng 3215. 3215. Em mới về Lui thì là 3216. À quên mất, 3214 là của em mới và Lui. Còn là của vợ chồng Mai là 3215. À, phòng của vợ chồng Mai thì nhà tắm của Ý nhá, kiểu Ý đơn giản á. Và cái phòng này thì người già sau này họ cũng có thể dùng được nhá. Vì là họ có cái ghế này rất là thuận tiện. Đó, có cái tay vịn để mình có thể mình vịn và mình đứng dậy đó. Bên đây thì họ có chỗ để cái đồ ở dưới này, đó, mini bar. Và bên trên thì có trà, cà phê. Đây là những cái tủ, đây là tủ để đồ đó. Và đây là phòng của vợ chồng Mai. Nhỏ xíu xíu này hả? À, xem thử view đây là. Tôi nhìn từ trên phòng của Mai xuống này. À, nhưng mà cái kính nó không được sạch lắm nên là mình không có quay nét được á. Phòng này cũng nhỏ, không có to, chắc nó khoảng cỡ 30 mét, 35 mét thôi. À, đây là phòng của Emmy và Lui nhá. Emmy và Lui thì hai giường rời. Sao ba chắc ý? À, nhà tắm tắm kiểu này chứ không giống bên Mai. Bên Mai thì phòng tắm như kiểu người già. Đó là hiện tượng là hai vợ chồng Mai cũng già rồi đó. Nên họ để nhà tắm tắm như vậy đấy. Còn đây là của nhà tắm của Emmy với Lui thì là có bồn tắm nhá. Của Mai chỉ có tắm thôi. Xin vous avez quelque chose pour mettre dans le frigo là mettre dans le frigo. Ok, gia đình nhà Mai vừa tới khách sạn, vừa lên tới phòng cho Mai xin dừng video ở đây. Gia đình Mai thì đang đợi nhân viên họ mang vali lên phòng cho mình. Sau đó là em mê với Lui thì chắc chắn là sẽ xuống bơi vì đó là hai con rất là mong muốn. Đi tới đâu, tới khách sạn nào thì hai con cũng muốn tắm, muốn bơi. Sau đó là gia đình nhà Mai nghỉ ngơi một chút và sẽ vào trung tâm thành phố Milan tối nay đó để ăn uống ở đó. Và Mai sẽ quay lại để chia sẻ tới cô chú anh chị các bạn. Và ngày mai thì gia đình nhà Mai sẽ đi thăm thành phố Milan. Mai sẽ chia sẻ lại cho cô chú anh chị các bạn sau. Ok, cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ để cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.